Ok, bây giờ chúng ta sẽ test chi tiết tất cả các chức năng nhận diện giọng nói của BMW X7 ha. Hey BMW. I'm so hot. I'm lowering the temperature so it will be more comfortable right away. Let me know if it gets too cold for you. Đây rất là hay ha. Rất là hay cái điểm là nó sẽ nhận diện được người yêu cầu đang ngồi ở bên ghế phụ hay là ghế lái. Chẳng hạn như mình đang ngồi ở bên ghế phụ nè, nó chỉ chỉnh điều hòa ở vùng ghế phụ này thôi. Bên ghế lái thì nó vẫn bình thường ha. Hey BMW, less fan on the driver's seat. I will reduce the blower speed for the rear seats. Đây, chúng ta thấy là ngoài điều chỉnh nhiệt độ, chúng ta cũng thể điều chỉnh sức gió nữa, tốc độ gió. Hey BMW, I'm so sleepy. I have found these destinations in the category rest area. Which one should I select? Khi mình báo là buồn ngủ thì nó sẽ tự động tìm ra những cái điểm dừng chân cho mình nè. Và cái nhận diện cử chỉ của nó cũng rất là chuẩn ha. Mình tăng giảm âm lượng đây. Cái chức năng này thật sự thì mình thấy nó rất là hữu ích chứ không phải chỉ là làm màu thôi nha. Kể cả ban đêm nó cũng nhận diện rất là chuẩn. Thì nó sử dụng camera hồng ngoại phía trên đây cùng với hỗ trợ của hai đèn hồng ngoại ở đây. Nên là cái nhận diện của nó rất là chuẩn. Hey BMW, what is the weather like today? Today it will be rainy in Benton Harbor with temperatures between 11 and 15 degrees. Cái xe này nó có hệ thống GPS độc lập, nó có thể tự dẫn đường và hiện tại anh thấy đây thì nó có thể xác định được vị trí cũng đưa ra cái dự báo thời tiết đúng ở cái vị trí hiện tại của chúng ta. Hey BMW, what is the day today? Today is October 19th, 2023. Hey BMW, active line departure warning. Only the driver can operate all driver assistance systems by voice control. Nó phân biệt được cái người đang ra lệnh cho nó thì những cái chức năng liên quan đến lái xe thì chỉ có tài xế mới có thể điều khiển được những cái chức năng đó thôi. Hey BMW, seat heating on. Okay, I'm activating the front passenger seat heating. Đây, lập tức nó sửa ghế cho mình nha. Ngoài ra cũng có những chức năng vui vẻ khác, chẳng hạn như Hey BMW, tell me a story. BMW joined the automobile industry at the end of 1928. As a newcomer, BMW registered 3 teams for the International Alpine. Hey BMW, change to sport mode. Hey BMW, change to eco-flow mode. The activation with Hello BMW is already on. Hey BMW, change to comfort mode. Rất là chuẩn ha. Hey BMW, change front left window halfway. Okay, I will open the driver's window halfway. Như tất cả các chức năng đều có thể điều khiển được, kể cả điều khiển kính. Hey BMW, introduce yourself. Hello, I am your personal assistant and as such your expert for sheer driving pleasure. Hey BMW, open sound setting. Please change the sound settings manually. Nó sẽ mở vào giao diện âm thanh. Chúng ta có rất nhiều cái tùy chỉnh ở đây. Hey BMW, increase volume. Sure, I will turn the volume up. Kể cả điều khiển chức năng giải trí, tăng giảm volume. Hey BMW, establish Bluetooth connection. Bluetooth is already on. Chúng ta cũng có thể điều khiển Bluetooth của xe luôn. Hey BMW, show my location on the map. The map is already oriented to your position. Xe này cũng được tích hợp cái bản đồ riêng. Tuy nhiên thì cái cập nhật và cái giao diện của nó mình thấy nó không có thân thiện như là Google Maps, như là Apple Maps. Nên là thật sự những cái dòng xe có bản đồ tích hợp mà mình cũng rất ít khi sử dụng, kể cả Lexus, kể cả Mercedes. Cái bản đồ này mình đều không đánh giá cao, khá là chậm, đặc biệt là ở Việt Nam hầu như là không thể sử dụng tới, và cái giao diện tìm đường nó cũng không có thân thiện đâu. Hey BMW, take me to a parking space. I have found these destinations in the category parking space. Which one should I select? Rất là thông minh luôn. Nó sẽ có thể dựa vào vị trí chúng ta để tìm những cái bãi đổ gần nhất và báo luôn cái giá đổ luôn nè. Như hiện tại cái điểm gần nhất của chúng ta là cách chúng ta 124 dặm và giá là 2 đồng trên 2 giờ.
mở cửa 24/24. Hey BMW Entertainment. I have found these destinations in the category entertainment. Which one should I select? Đây những địa điểm giải trí ha. Hey BMW, search a cafe along the route. Just a moment. I am looking for destinations. I have found these 20 entries. Which one should I select? Number 2. Okay, I've selected Starbucks 847 South. Hey BMW, same temperature on the right is on the left. I will synchronize the climate zones. Hey BMW, navigation menu. Navigation. Hey BMW, turn off control display. I've turned off the control display. Nếu chúng ta thấy phân tâm thì chúng ta cũng có thể ra lệnh giọng nói để tắt hẳn cái màn hình này, chỉ tập trung lái thôi.